chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Thiên Vũ Audio ha. Thì mình là Khánh. Hôm nay thì mình đang có mặt tại Sachi Garden, một cái tổ hợp phức hợp ba cái nhà hàng. Địa điểm thì ngay tại là Thảo Điền, quận 2 nha. Mặt tiền là đường Võ Nguyên Giáp, hồi xưa mình đây gọi là đường Trong Hành nha mọi người. Đó, thì ngay ở Thảo Điền thì ở đây có một khu phức hợp gồm có ba nhà hàng khá là nổi tiếng trong cái giới mà sành anh rồi. Đó là Yushige nè, Samsun Thái nè và Hokkaido Sachi. Quán này thì đã khai trương được tầm khoảng 3 tuần rồi. Thì hôm nay mình mới có thời gian mình quay lại đây mình review cho mọi người. Đầu tiên thì khi mà mình nhận cái công trình này thì nhu cầu của khách hàng là cần lắp một cái dàn âm thanh cho ba cái nhà hàng như này. Yêu cầu thì là phải chọn cái sản phẩm loa nó có thương hiệu một chút xíu, như là JBL hoặc là Bose nè. Âm thanh thì phải có tiếng bass một tốt một chút xíu. Thứ ba nữa là loa là phải lắp đặt một cách thẩm mỹ nhất có thể và không lộ dây này kia hết. Và cuối cùng tất cả cái nhà hàng này đều có lầu. Nó sẽ có những cái nhà hàng có 2 lầu, có những hàng có 3 lầu. Thì các lầu đều phải là tăng giảm âm thanh được một cách chủ động. Vậy thì phương án mình đưa ra là gì và các sản phẩm mình lựa chọn cho từng nhà hàng là gì thì mình cùng với mọi người cùng nhau tìm hiểu nha. Bắt đầu thôi. Đầu tiên thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người khu ngoài trời trước đi ha. Thì mọi người thấy đây là có ba khu nhà hàng thì nó sẽ có một cái đường đi vô trong giữa nha. Bây giờ là đang khoảng 9 giờ, nhà hàng chưa có làm nên mình có mới có tranh thủ mình quay được. Thì như mọi người thấy thì ở đây mình đang có 4 cái loa ngoài trời hoàn toàn. Thì mình sẽ lựa chọn bởi vì là khách thích tiếng bass nó dày một chút xíu và được bắt buộc vào ngoài này là coi như là ngoài trời nha mọi người. Mọi người nhìn ở trên có kiến vậy thôi chứ mưa tạt ghê lắm. Cái này mọi người bắt buộc phải lắp dòng ngoài trời. Thì mình đã lựa chọn cho khách là dòng Bose DM6SE. Có hậu tố E là như mọi người mình đã chia sẻ ở phía trước á. Hậu tố E tức là environment, tức là loa môi trường, tức là nó có khả năng chống nước, chống bụi. Đó, thì hiện tại mình đang lắp ngoài là 4 cái. Thì đó, 1 cái nè, 2 cái nè, 2 cái trong kia nữa là 3, 4. Đó, coi như là khu này mình sẽ gọi là ngập tràn âm thanh luôn. Và hệ thống dây thì mình sẽ kéo về bên trong nhà hàng trong cùng để mọi người có thể mở nhạc chủ động trong đó. Rồi đó, mình sơ qua trước. Thôi đầu tiên mình vô cái Yushige trước đi. Yushige xem Yushige mình đã lắp cái gì ở đó rồi ha. Mình đang quay cho mọi người bên trong quán đi ha. Thì đây là nó, đây là không gian bố trí của quán. Thì như mọi người có thể thấy á, là quán này trần nó sẽ khá thấp, không có cao. Ngoài ra nữa là sẽ có trang trí, sẽ có trang trí những cái dạng mà gọi là làm gỗ, nó dạng là mấy cái cây gỗ á, nó xà xuống như thế này làm trang trí như thế này. Thì mọi người không có lựa chọn những dòng loa thả trần được nha, mọi người phải chọn những dòng loa là lắp vô cột đó. Thì trong cái quán này thì mình lựa chọn cho khách là một dòng Bose FS2S4XE. Dòng 4SE thì nó sẽ có tiếng bass tốt một chút xíu. Đây mình quay cho mọi người coi này. Đây, đây là những cái loa. Đó, mọi người thấy không? Thì cái bát, những cái con này á, là loại những con labo, cái bát của nó rất là linh động. Mọi người thấy không? Bắt ở đâu, bắt ở trong tường, mọi người đều quay cái con loa 360 độ. Mọi người quay, muốn quay hướng nào thì mọi người quay, mọi người thấy không? Nếu thì chẳng hạn như quay qua con loa kia đây. Đó, đây, cho con loa kia cho mọi người coi. Đó, thấy không? Đó, thì cái này thì mình bắt cho góc này, thì mình bắt cái kiểu khác. Mọi người thấy không? Tức là cái bát này treo này nó rất là linh động. Mọi người dễ dàng có thể linh động theo bát vô cái tường phía nào và xoay loa ra phía nào tùy theo nhu cầu của mọi người. Thì với cái dòng mà treo tường mà indoor như thế này á, mọi người có thể xài FS4SE cũng được nè. Nếu mà mắc tiền hơn chút xíu mình xài DM5SE hoặc là DM6SE như cái dòng ngoài trời, nhưng mà 6SE thì nó hơi mắc một chút xíu. Với lại là DM5SE thì nói chung là hoặc là mọi người xài FS4SE hay là mọi người xài DM5SE là phù hợp với một cái không gian như thế này ha. Thì còn về âm ly thì do là số lượng loa ở đây mình lắp 3 tầng thì nó chỉ khoảng 14 đến 15 cái, không có nhiều. Nên là mình lựa chọn cho khách hàng một cái âm ly thích hợp luôn của Interm. Con này là khá là hay ha. Con này nó sẽ, thứ nhất á, là nó sẽ chia vùng được, là mọi người có 3 lầu. Hiện tại con này có 5 vùng thì mình xài tầm 3 vùng thôi. Mỗi tầng một lầu, mỗi cái vùng một lầu, lầu 1, lầu 2, lầu 3. Đó, thì mọi người có thể tắt mở chủ động trên từng tầng. Mọi người thích tầng nào phát nhạc thì mọi người mở. Mọi người, tầng nào mà không phát nhạc mọi người tắt đi. Chẳng hạn như quán mình đang hoạt động đây
mà đang mới hoạt động tầng 1 thôi, tầng 2, tầng 3 chưa có khách, chưa có mở thì mọi người tắt đi, mọi người không cần mở nhạc nữa. Rồi ngoài ra mọi người có thể tăng giảm to nhỏ trên từng tầng thông qua một cái cheat app. Cheat app thì đây, tầng 1 mình chỉ cheat app cho mọi người tầng 1 luôn cho nó dễ. Đây mọi người nãy em không biết focus thấy chưa, đây mình sẽ xài một cái cheat app của Toa nha mọi người. Con này là con 4200. Cái cheat app này thì mọi người phải tính toán theo cái công suất của loa nha mọi người, chứ không phải là lắp cheat app nào cũng được đâu. Công suất nhiều quá mà là xài cheat app nhỏ quá không được, mà xài cheat app lớn quá cũng không được. Lý do thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người là nếu mọi người công suất quá lớn mà mọi người xài cheat app quá nhỏ thì cái độ tăng giảm chênh lệch của mọi người không cao. Tức là mọi người coi như là khi mà mọi người nhích cái cuối cùng luôn á thì nó vẫn lớn, mà mọi người giảm cái khúc nhỏ nó vẫn lớn. Còn nếu mọi người xài cheat app quá to so với công suất quá nhỏ á thì mọi người gần như là mọi người không giảm nhỏ được, mọi người nhích lên cái một cái là nó tăng muốn hết luôn rồi. Thì cái đấy mình sẽ chia sẻ thêm trong những clip chi tiết về cái vụ cheat app này. Đó. Thì trên lầu cũng hình như còn khoảng 2 lầu nữa. Để mình lượn lên một vòng cho mọi người coi ha. Do quán là chưa hoạt động nên là hơi bị tối chút xíu. Nếu mà đợt nào mình có thời gian rảnh mình sẽ qua quay cho mọi người lúc mà quán đang hoạt động thì nó sẽ sáng hơn một chút xíu. Đây. Đây, mọi người thấy thiết kế quán sao? Đẹp không? Đã không? Mình rất là thích những phong cách kiểu như thế này. Mình không giỏi về bên thiết kế lắm, tuy nhiên là với một cái không gian mà ẩm thực mà mọi người ăn uống mà mọi người có một không gian như thế này thì rất là đã nha mọi người. Đó, đèn được trang trí bằng cây gỗ rất là nhiều cây. Ngoài ra phía chính giữa này có còn cái thầy chả nè. Đã không? Đó, loa thì đây. Đơn giản, mọi người có thể quay cái mọi người thấy liền. Đó. Thấy không? Không cần cụp góc nha mọi người, không cần cụp góc, đặc biệt có những bô này khóc phủ âm rất rộng, không cần cụp góc. Đó. Đây sẽ có một cái. Mình nhớ không nhầm đâu ta. Trong kia có hai cái nữa. Khu vực này có hai cái. Tại vì khu này không có bàn nên mình sẽ không bố trí loa nha. Trong này có bàn này mình mới bố trí loa này. Đây này. Kìa. Trong kia một cái này, thấy không? Đó. Rồi, sau này một cái nữa. Đây. Đó, thấy ha. Rồi. Ok, thôi được rồi, để mình qua quán tiếp theo và quay cho mọi người coi ha. Tiếp theo mình sẽ quay cho mọi người coi, đó là quán Son Trung Thái nha, một cái quán chuyên về đồ Thái. Bố trí ở quán Son Trung Thái này sẽ khác, hơi khác một chút xíu so với bên Yusige nha. Đó, mọi người thấy trần cao hơn nè, mọi người thấy không? Trần cao hơn, có trang trí đèn và trang trí những cái phần gương, phần ấy làm cho quán nhìn nó mở rộng hơn. Với những quán mà trần hở như thế này á, thì mọi người thứ nhất là mọi người không lắp được âm trần rồi, nhưng mà với cái dạng trần cao như thế này mọi người sẽ lắp được cái những dòng loa thả trần nó rất là đẹp. Bởi vì trần quên bên UCG á, trần thấp á, thì mọi người không thả trần được, trả thần nó rất là vướng. Thứ hai nữa là nó không đạt hiệu quả cao. Còn với những ông mà trần cao như thế này á, mọi người đây, mọi người thấy không, đây cái con này là cái con mình thích nhất của bên Bose này. Mình đang xài con DM5P. Đó, mọi người thấy nó DM5P. Đã không? Nhìn không khác như một cái lon đèn nha mọi người. Nhìn không khác như một cái lon đèn, nhìn rất đẹp. Nhưng mà bố trí loa âm trần, cái loa thả trần này á, thì mọi người phải biết cách bố trí nha. Không có phải là cứ khách chỗ nào là thả chỗ đó. Bởi vì thật ra cái âm trần này khi âm thanh nó dội thẳng vào đầu á thì nó rất là khó chịu cho người ăn. Nên là hầu hết những cái loa này mình phải đều phải né bàn hết. Lúc nào loa nó cũng phải ở chính giữa bàn, chứ không phải là ngay trên đầu khách. Đó, mọi người thấy. Một cái ở đây nè. Đây. Rồi mình sẽ đi len theo cái đường này, cái đường cây chính giữa này. Mình thấy vô cái bố trí quán này, mình thấy chưa? Nó sẽ một cái trống chính giữa thì mình sẽ thả loa theo cái đó. Đây một cây đây, một cây kia. Đó, mọi người thấy không? Sẽ là né cái đầu của khách hết. Chứ còn âm thanh dội trên đầu xuống rất là nhức đầu nha mọi người. Đó. Dưới này như mình là 5 cái. Đó, tổng là 5 cái. Thì hệ thống âm thanh âm ly này
trong này thì mình cũng chọn cho khách con Intel mà 600W á, cái con mà giống bên UCG á, nó là y chang vậy luôn. Thì mình đã kéo vào trong tủ rồi, nhưng mà hiện tại thì cái đó nó mình quay rồi nên mình sẽ không quay lại nữa. Đó, thì như mọi người có thể thấy, mỗi bố trí quán khác nhau, độ cao thấp của trần khác nhau, trang trí khác nhau, thì mình phải lựa chọn cho khách các sản phẩm khác nhau, không có phải là quán nào cũng áp dụng giống quán nào được. Đó, tuy nhiên vẫn thể theo match theo cái nhu cầu của khách, đó là loa có thương hiệu này, tiếng bass phải dày này, và những cái yêu cầu còn lại nữa như là cần phải gắn thêm chiếc app hoặc là gắn thêm những cái âm đi mà có thể phân vùng được. Đó, tùy theo nhu cầu khách hàng nha. Đó rồi, quán này thì còn một lầu nữa, mình cũng lắp những cái dòng tương tự như thế này thôi. Phía trên bố trí thì nhiều bàn hơn và nhiều loa hơn một chút xíu, nhưng mà nó sẽ tương tự nên nó, mình sẽ quay phía dưới này thôi cho mọi người ha. Bây giờ mình đến quán tiếp theo nha, và là quán cuối cùng và quán là lớn nhất và khó lắp đặt nhất trong cái chuỗi bàn nhà hàng này, đó chính là Hokkaido Sachi. Ok, let's go. Thì Hokkaido Sachi thì làm trên một cái mặt bằng rộng nhất nè mọi người. Đây, rộng nhất luôn mà khó làm nhất luôn. Cái lỗ thông tầng nó cũng làm cực kỳ là khó. Tuy nhiên là, và deadline cũng dí khủng khiếp lắm nha mọi người. Hokkaido Sachi thì là một thương hiệu cũng khá nổi tiếng rồi. Mọi người sau Google chắc là cái thương hiệu này rất là lớn rồi nha mọi người. Lâu đời tại thị trường Việt Nam rồi. Thì như mọi người thấy thiết kế cũng hơi giống bố trí, cũng hơi giống bên Song Tôn Thái nha. Thì thứ nhất là trần cao nè, thứ hai nữa là trần hở, không lắp âm trần được, muốn bass nhiều. Và tiếp tục này, thiên thời địa lợi rồi, mọi mình tiếp tục lại chọn dòng BOSDM 5P cho khách hàng nha. Đó, thì mọi người có thể thấy tất cả các loa mình đều né đầu khách hàng hết, tương tự đó mọi người thấy không. Một dưới này mình lắp 7 cái nha mọi người, lắp 7 cái nha. Một là hai nè, và nó sẽ, mọi người thấy nếu mọi người không để ý, nếu mà khách hàng không để ý thì thật sự là không thấy loa đâu đâu mọi người. Nó như một cái đòn lon treo á, rất là nhiều, mình đang rải rất là nhiều. Đây là một nè, nó mình rải đều nó ra, mình để rèo ra và xuống dưới kia trong kia luôn. Đó thì phía này sẽ có một cái lớp bàn, thì mình sẽ chọn loa là mình sẽ lượn theo cái bàn này để cho khách hàng ở khu vực quầy bar và ở khu vực bàn đều nghe được hết. Âm thanh nó sẽ rất là đều. Đó, phía ngoài này thôi, ở dưới này thì mình tiện mình nói về âm ly luôn cho mọi người coi. Âm ly bởi vì là bên Hokkaido thì mình lắp khá là nhiều loa, mình nhớ không lầm thì như phải đến mười mấy hai chục cái loa, bởi vì quán này nó rộng á, nên là mình lắp khá nhiều loa, nên là cái hệ thống âm ly của mình lựa chọn á thì phải công suất lớn một tí, và mình sẽ lựa chọn cho khách hàng là một cái âm ly của Bose dòng P2600A. Con này là 600W trên 2 kênh, tổng nó là 1200W, vừa có thể đánh ôm được, vừa có thể đánh vôn được. À đúng rồi, mình mới chia sẻ cho mọi người, quên, nãy giờ mình không chia sẻ cho mọi người. Tất cả các dòng âm ly mà mình chọn và dòng loa mình chọn cho khách trong những hệ thống nhà hàng đều phải là dòng loa đánh theo vôn nha mọi người. Lý do tại sao? Thứ nhất là để tiết kiệm dây nè, thứ hai nữa là thiết kế bố trí đi dây này kia cho vừa đỡ tốn này, vừa dễ đi dây hơn này. Chứ còn nếu mà mọi người đi theo dạng công suất á thì nó sẽ rất là tốn rất là nhiều dây mà âm thanh nó sẽ không đều. Đó rồi, đây 2600A, vừa đánh gôn được vừa đánh công suất được. Ai mà thích karaoke á thì chọn này cho karaoke, còn ai mà làm những cái hàng như này thì sẽ đánh chuyển, nó sẽ có cần gạt chuyển từ vôn sang ôm tùy theo cái nhu cầu của mọi người nha. Còn cái nốt bát 8 thì để mọi người chọn xuống nhạc vào thôi, nó có tăng bát chép này kia cũng đơn giản. Rồi tiện đây thì tại vì nó ở đây mọi người đang để cái hệ thống ngoài trời đây, thì mình chia sẻ luôn cho mọi người hệ thống ngoài trời. Thì thực tế hệ thống ngoài trời này sẽ đặt ở phía ngoài, khi mà cuối tuần nhà hàng có những acoustic hát hò này kia thì mọi người sẽ đưa ra. Tuy nhiên nếu mà hiện tại chưa xài thì mọi người đang cất nó trong đây. Thì combo mình lựa chọn cho khách nó là 2 cây 28 mà LD system 28G3, khá là bự nha mọi người. Mọi người đang để như thế này cho nó gọn. Bữa là mình để ra cái này nè. Đó. Trong tủ này sẽ bao gồm có micro nè, một cái bộ mixer MG12TU nè cho khách xài nè. Rồi quản lý nguồn. Đó là xong ha. Rồi.
À, chỉ đơn giản như thôi. Ok, tiếp tục với nhà hàng ha. Thì tầng 2 nhà hàng này sẽ có những gì? Đây mình vừa đi mình vừa giới thiệu cho mọi người nha. Đây. Đây khu vực cầu thang, thì chỗ này thật tha cả thả trần cũng được. Tuy nhiên mình muốn cho nó gọn gàng thì mình lắp một con FSOSE trên này cho cái khu vực cầu thang này nó âm thanh nó rải đều ra đến đây. Đấy. Đây. Nhà hàng thiết kế đã không? Mình rất thích những thiết kế như thế này. Thiết kế kiểu dạng mà nó không có rập khuôn á, mà nó không có truyền thống. Đấy, trên này thì cũng tương tự thôi. Trên này thì bàn ít hơn nên mình sẽ lựa chọn tầm khoảng 4 cái DM5P. Đây một cái đây, hai cái kia, ba cái và 4 cái. Quán hơi tối nên mà chắc là xíu nữa nhờ bạn quay phim lia lại mấy shot cho mọi người dễ thấy loa nha. Thì mình đi thực địa đây. Đây 4 cái, trên này sẽ có 4 cái. Và ở phía sảnh này á, dù là không có bàn ngồi nhưng mà mình nghĩ thì mình tin chắc rằng rất là nhiều khách bước qua đó để chụp hình này kia, nên là mình cũng bố trí thêm một cái con FS4SE ở trong góc đó, mọi người thấy không? Đó, 4SE trong góc đó thì nó cho nó phủ ra cái góc mà mọi người, cái view tự sướng của mọi người luôn đó. Ok đó, phục vụ gọi là phục vụ tối đa cho khách hàng ha. Rồi cuối cùng tầng 3 thì hơi đặc thù một xíu nha mọi người. Đây có một cái cầu thang này chụp hình đã luôn đó mọi người, cực kỳ đẹp. Bắt đầu bước lên đây, tiếp tục có một không gian để mọi người tự sướng nữa. Một không gian tự sướng thì lại lắp loa thôi. Đây một cái FS4SE ngay phía góc đến phụ ra. Và mình cũng nghĩ rằng rất là nhiều chị em thích tự sướng góc này. Mọi người thấy view đã không? Đó, một cái thiết kế rất là hay nha, rất là đẹp. Trên này thì khác với ở dưới một chút xíu là trên này hầu hết là phòng VIP, không có bàn ngồi phía ngoài. Tuy nhiên khách vẫn muốn sảnh này có âm thanh nên mình đã bổ sung cho khách một cái loa phía ngoài này sau cái cột. Đây dòng FS4SE luôn để cho khu vực này có tiếng nhạc đó. Và trong này thì có 4 phòng VIP mà thông với nhau nên mình đã lựa chọn lắp đặt cho khách luôn. Đây và đặc biệt nha, phòng VIP vẫn phải có chiếc app để cho khách chủ động tăng nhỏ âm lượng. Đây mình vô đây một xíu. Đây mình lựa chọn cho khách dòng DM5SE nha. Đó, thấy không? Phòng nhỏ thì sẽ là một cái, phòng lớn thì sẽ là một cặp. Và chiếc app đây cho khách giảm tăng giảm theo chủ động nha. Con chiếc app này thì mình chọn con chiếc app nhỏ thôi, tùy theo cái volume của loa. Thì con này như là con này là chiếc app 120W này, 4120 này. Đó. Nhưng mà mọi người nói là tùy theo số lượng loa, công suất loa mà mọi người chọn chiếc app nha, không phải cái nào cũng được. Đó. Đây cũng tương tự này. Đây cũng sẽ tương tự. Đây. Loa vô đây. Để mọi người chỉ cho mọi người coi. Đó. Cũng có một cái chiếc app luôn. Tương tự ha, cộng cái loa luôn, thấy không? Thấy không? Ok ha. Đó. Phòng lớn thì mình sẽ xài là con loa lớn. À. Đây, mình chỉ cho mọi người cái loa lớn. Để xem phòng nào mở cửa đây. Phòng này mở cửa đây. À, phòng này thì phòng rộng hơn. Thì mình chơi con loa bự luôn. Cho tiếng bass nó đã. Dòng này thì mọi người chắc quá quen này ha. DM8SE. Cái loại DM8S. Dòng này dòng indoor. Bự luôn, khỏe luôn, quýnh cho không gian thoải mái. Ở đây tầm khoảng số lượng bàn đây chắc phải ngồi phải 20 người. Đó, và tiếp tục là chiếc áp rời luôn nha mọi người. Đó là chiếc áp rời luôn. Rất đẹp ha, phòng VIP rất là hay. Thiết kế sang trọng, tinh tế luôn. Và bên kia cũng tương tự như vậy. Để mình mở cửa xem bên kia mình có mở cửa được không đã. Thì thật ra là hiện tại quán chưa có mở cửa nên là một số phòng sẽ đóng cửa. Đây. Tất cả hệ thống dây này mình phải đều đi qua chiếc áp hết nên là khá là tốn dây nha mọi người. Công trình này khá là tốn dây. Riêng cái hộp Velo Sachi này tốn dây khá là nhiều. Vì thực tế là phải đi tất cả phải qua chiếc áp hết. Đây. Đây. Cho mọi người coi, thấy không? DM8S. Rất đẹp ha. Rồi cái một cái chiếc áp bên trong đó.
Ok. Rồi. Vừa rồi thì mình mới dẫn mọi người đi một vòng ba quán ha, gồm có Ryushige, Song Tôm Thái và Hokkaido Sachi ha. Và mình cũng đã cho mọi người coi các sản phẩm lắp trên đó, loa trên đó là loa gì, âm xài âm ly gì ha, và lý do tại sao mình đã lựa chọn các dòng sản phẩm đó. Thì hình như mọi người có thể thấy, tùy vào thiết kế của quán, tùy vào cái bố trí của quán, tùy vào bố trí bàn ghế, nhu cầu của khách hàng thì mình phải chọn ra cái những sản phẩm nó phù hợp nhất cho cái nhu cầu của khách. Không nhất thiết phải là quán nào cũng giống nhau, không nhất thiết phải là không gian nào cũng phải chọn cái sản phẩm đó. Tuy nhiên phải tùy theo nhu cầu, tùy theo cái mức phí, mức đầu tư của khách nữa. Vì thật ra nếu mà quý khách hàng nào mà chọn Bose là nó mức chi phí đầu tư nó cũng sẽ là khá cao, nó không giống như các dòng sản phẩm khác ha. Bose mọi người biết rồi, chi phí đầu tư nó khá là nhiều rồi. Thì clip lần này đến đây thôi. Thì nếu mọi người thấy clip này hay, mọi người hãy cho mình một like, một share, một subscribe để mình có nhiều động lực hơn làm tiếp theo. Ngoài ra nữa, nếu mọi người có câu hỏi gì, thắc mắc gì về các cấu hình mà mình lên trong cái khu phức hợp Sachi Garden này thì mọi người có thể inbox cho mình, hoặc là mọi người có thể comment phía bên dưới thì mình có thể giải đáp thắc mắc cho mọi người. Mình là Khánh, xin chào mọi người, bye bye.